Rồi em xin chào tất cả mọi người. Thì tiếp theo cái buổi đi câu gạch của em nha. Thì hôm nay em có đi câu một kiểu mới đó mọi người, đi câu lua. Tôi mua câu lua tại vì hôm nay nước nó cạn á, nên em sẽ đi câu lua những cái gọi là bật gạn nha. Thì lua những con mồi nhỏ thì cực kỳ hiệu quả luôn nha. Thì mong mọi người theo dõi cái buổi đi lua trên gạn của em ngày hôm nay nha, để xem mình có tìm hiểu được nhiều cái cách câu ở chỗ của mọi người không nha mọi người. Kiếm được con luôn rồi, cuối cùng được con rồi. Em như sọc dưa quá phải không? À biết đây là sọc dưa mà. Tắp hụt xong quay lại tắp lại luôn sọc dưa. Ê. Con sọc dưa cũng vừa nè, ba ngón nha. Này vô đây cái đã. Con đường này nếu mà treo ra ngoài cái vật ngoài đứng trên núi cầu mà cũng giờ này đây nước cũng cạn á, câu ở trong cũng dễ, câu ở bật núi cũng dễ câu mà. Không ngại bật núi câu luôn. Giờ em cũng dướng một lần người ta trong đó nó cạn quá, không biết em chọc vô rồi dính trong đó luôn. Mới lội xuống gỡ trong lần nó ăn cá mọi người. Lên cho để nó chui vô gạn. Đỏ mép, đỏ mép nha, đỏ mép bự. Ủa ơi. Ta con này bự lắm nha. Ký không rồi. Quá. Wow. Con rồi. Ok. Cái gì dưới đây nó ăn nè mọi người. Ăn mà em không kịp giật nha. Có bầy cá dưới đây nè mọi người. 5 6 con luôn. Bự không à. Gì đâu mất tiêu rồi, nguyên bảy đúng rồi. Cá bự bự không à. Con nào mọi người. Cái gì đây? Sọc dưa, sọc dưa. Cá chấm gùi. Cá hồng, cá hồng. Hồng mọi người ơi, hồng chấm gùi nè. Nãy nguyên bảy luôn. Vui dục rồi. Ok ok, hai con bự rồi. Tiếp tiếp mọi người. Nguyên bảy luôn, nãy dưới đây em thấy nguyên bảy luôn á. Ngay cục đá này nè mọi người, ngay cục đá bự đó, dính mọi người, dính con nữa nè, con này bự nè, con này cá gì đây, ui chấm gùi tiếp, chấm gùi, nó bậy cá chấm gùi mọi người, con bự con bự, con này bằng cái con này luôn nè, hai con luôn, ui, vô vô mọi người. Cái bậy của nó đó, cái bậy nó hồi nãy nó dí lên em thấy mà mọi người. Vô rồi, vô rồi. Để chìm vậy nè, nó lụm luôn rồi, đâu có cần kéo đâu, em giúp gì khi em để là nó lụm luôn à. Lụm thấy căng cái mình kéo lên lẹ lẹ chứ để nó chui vô trong đá mọi người, chui trong đá là coi như mất luôn á. Hồi nãy cái gạn nó giờ tới cục đá ở đây nè, nó hai cục, nó ở hai cục rồi. Nãy em cũng có xảy ở đây một con rồi. Đó đó đó, dí theo đó người. Con dí theo đó. Đó 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 đó. Đó, đó, đó hụt rồi. Trời ơi. Ăn hụt của mọi người.
táp hụt rồi. Cũng cá chấm gùi luôn, em thấy vàng 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 rồi. Cá hồng á, cá gọi đó cá hồng rồi, cá đó gọi là cá hồng nha. Chỗ em gọi là cá gạn chấm gùi. Nó có cái chấm đen đó rồi. Nãy có con dưới thêm ăn luôn. Đó 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 mọi người, dưới kìa. Đó, sảy rồi. Trời ơi, sảy nữa mọi người. Ngay chỗ này nó ăn liên tục mọi người. Ngay chỗ này nè. Ngay chỗ đá bự này nó ăn liên tục luôn. Hơi nổi xíu rồi. Ngay chỗ này là cứ chìm xuống là nó ăn, chìm xuống là nó ăn à. Nãy giờ nó ăn hụt em 2 lần nữa rồi. Đó, dính. Trời ơi, sảy nữa rồi. Cứ giục ngay đây là sảy mọi người, xui thiệt đó chứ. Sao mà để chậm như vậy mà nó ăn vẫn hụt nha. Em để chìm xuống rồi nó ăn rồi mới kéo đó mọi người, chứ đâu có kéo đâu. Ra ra cái cục ngoài câu. Cục ngoài này nó ăn mạnh hơn nè mọi người. Cái thủ để xíu nước lớn em không có về được. Không có về được qua đường bên kia. Qua để chọi ngay khúc này là qua không không có nghe bầy mọi người. Đó, sảy rồi. Sảy nữa mọi người. Sảy hoài luôn nha. Bây giờ sảy mấy phát rồi. Giờ gió nó thổi vô, giờ em khó để con mồi chìm xuống nữa rồi. Mồi chìm ở từng 5 mét đó mọi người nó mới ăn nha. Chứ lửng lửng là nó không ăn. 5-6 mét đó, đầu gần gần đáy là nó ăn, còn cách đáy tầm 3 mét là nó mới ăn. Nó ăn ngay bọt dưới à, bọt này nó không ăn. Nãy giờ ăn sảy em 3 cái, nãy mới ăn cái dưới đây nữa. Nó nằm dưới cái bọt này nhiều, cái bụi này à, tối em lặn em cũng thấy nhiều lắm. Sợ sợ con cá gạn bự, cái gạn bự nó ăn nó chạy vô đá dữ lắm. Em sợ con cá gạn bự lắm. Ngay chỗ này nó ăn nè, nãy giờ nó ăn ngay chỗ này. Trời ơi, dính mọi người, dính rồi. Dính rồi, lần này thì không sảy nữa nha. Dở lên luôn nè. Ê, sảy. Ui, có bự nữa nè mọi người. Ôi, một sai một luôn. Ủa, đâu tiêu không rồi, đây. Giờ 4 con rồi. Đây nè, 2, 3, 4 con. Giờ để em lấy cái túi để em đựng cho nó sống nha, để nó chết. Ủa, 4 con rồi mọi người. 1 nè. À, cá bằng bàn tay không à. 3 nè. Cá gạn là bự nhất rồi mọi người. Ổn nè. Ô vô mánh, vô mánh. Giờ đem xuống đây gọng cho nó sống mọi người. Nãy gió nó thổi quá em kéo nó nổi con mồi lên luôn rồi. Này thì nước nó chảy ra quá, sợ dướng con mồi quá. Không canh được nước mọi người, sợ dưới ngồi quá à. Nước nó đang chảy ra ngoài mọi người. Đó, chảy rồi.
Kìa kìa kìa, dưới kìa, nguyên bầy luôn rồi. Ủa con bự kìa. Ủa con bự lắm. Ủa mọi người, nó chạy ra nữa. Ở dưới đây nó nguyên bầy luôn. Bầy nó nằm ngay chỗ giữa nè. Chỗ kia không có chỗ giữa này nè, ăn ngay chỗ giữa này không. Ngay chỗ giữa này nè. Mới để vô kia chìm nó gạn một con. Nó ăn chỗ đó với chỗ này với chỗ giữa ba chỗ. Cái bầy nó cứ vòng lúc này á. Nó dính mọi người ơi, dính rồi, dính nữa rồi. Cái gì ta chậm dưới ta y có mú. Con này có mú. Đó. Có mú mọi người. Ồ dính được cá mú nữa nè. Bự nha. À để em lấy đồ rồi để em gọng nó cái. Hồi nói chỗ này cao mà không sợ, đây còn cá mú nè. À. Mú nha. Vô. Ôi, 5 con rồi mọi người. Mà trúng à. Này trúng rồi, con mồi nhỏ gì mà trúng quá rồi. Đó ngay chân cái cục cá đá nó ăn nãy giờ rồi đó. Thấy nó mọi người. Nó chuồn ra ngoài hết rồi. Tôi xuống ngồi đây thử rồi. Nhưng ở đây thì em không thấy được cái cục gạn nha. Em sợ nó dướng quá. Dính mọi người, dính cá gì vậy? Cá nhái. Trời. Con cá nhái nè mọi người. Ủa cá nhái thiệt cái chứ. Thấy nó ăn nó mọi người, cái đàn nó đi đâu rồi. Mày em dính xong cá mú cái mất tiêu luôn, hết trơn luôn. Chưa nãy trước khi dính cá mú nó đi còn ăn mọi người, dính con nữa. Dính còn. Ui. Con đỏ mép nó nhỏ mà chạy kinh không mọi người. Bằng tay anh thôi mà chạy. Em sợ con đỏ mép này nè. Đó, con thứ 6 rồi nha mọi người. Chúng mảnh rồi, bên này chúng mảnh. Để em bỏ về trong túi cái. Nãy là con đỏ mép chứ không phải là con cá chấm cuộn rồi. Đỏ mép nó nhỏ nhỏ gì đó mà chạy mạnh lắm, con cá chấm cuộn nó gì chứ nó ăn chạy yếu xìu à. Cái con đỏ mép nó khỏe lắm. Đâu hết rồi. Giờ chịu khó mài thôi. Dính nó sảy rồi mọi người. Sảy rồi, nãy sảy rồi. Nãy nó ăn cái nữa sảy rồi. Nãy nó còn ăn cái nha mà em để sảy rồi.
đứng ở trên đây nè, em canh được nước rồi, chứ bên kia không canh được, bên kia thấp quá sợ chướng á. Dính con bự nữa nè ông ơi. Con này bự nha, chắc đỏ mép bự nữa rồi. Kéo lên chứ anh sợ nó dướng vào cạn. Không, nắm đỏ mép mà. Mép chạy rồi quá. Con này bự nha. Ui sao. Cá bự mà. Quá nè. Con này bự bằng con đầu luôn. Ngang ngửa với con đầu mà. À, nhỏ hơn con đầu xíu, chắc cũng ngang ngang á. Bự. Ui. Hôm nay anh thả chìm lụm luôn rồi. Ui, vô vô vô, này vô mánh nè. Ủa trời, nãy giờ dính 8 con hay gì rồi. Mồi tí tí này mà ui, hiệu quả ghê mọi người. Rồi, để em cắt con cá cái nha. À, này này chung mánh nè. Cắt con cá cái mọi người, cắt con cá dưới túi coi. Cái anh ăn tuốt ngoài đó luôn rồi. Tuốt ngoài đó luôn, em chưa có kéo luôn. Em đang để chìm rồi cái em vừa nhóng lên cái là vừa nhóng lên vậy cái là lụm chạy luôn à. Ồ mà nó chạy dữ thiệt á chứ. Đúng là cái con cá đỏ mép chạy kinh thiệt. Em sợ nhất cá đỏ mép, con đỏ mép nó hay chạy vô cạn lắm rồi. Nó dính. Dính cái gì nữa rồi? Cái gì bự dữ không người ơi? Ủa con mú bự. Mú bự lắm mọi người. Sảy nha. Mú bự nha. Ủa con mú bự lắm, con này ký mấy nha. Ui, mú bự lắm. Ui. Mú khủng mọi người. Ôi. Hên quá không sảy mọi người. Hên quá không sảy nha. Ôi con mú bự nè. À, con này đáng tiền rồi, con này tiền không á. Giờ không biết sao đây. Giờ thì em sẽ đưa nó xuống cái vũng nước chứ không rồi. Không mày chuyển qua bên kia đó nha. Con cá mú nè. Người con cá mú nè. Nè. Ừ, con cá mú bự. Hên quá dính hai lưỡi không có sảy được mọi người ơi. Quá quá rồi. Một túi cá bự chà bá luôn mọi người. Mà này, bây giờ phải bỏ bớt cá đâu mà bỏ bớt mấy con cá nha, gạn ra rồi để mình gọng cá mú lại nha, để em gọng cá mú sống á, còn cá gạn thì mình để chết cũng được. Cá này thì em để sống để về em bán cho nhà hàng mọi người. Đây để em đổ vào cho mọi người xem luôn. Đó, giờ có chút xíu mà cái này đâu rồi, hai con cá gạn bự nè. Rồi ba con cá hồng nè. Đấy, hai con cá mú nha. Bây giờ thì em xử lý hai con cá mú trước. Thì mấy con cá đây thì còn con cá gạn nữa nè. 1 2 3 4 5 6 7 8 con mọi người, 8 con rồi đó. Đó, bây giờ để xử lý mấy con cá này xong rồi câu tiếp nha. Dính nữa mọi người. Dính nữa rồi. Mới bấm máy quay cái là dính luôn. Cái gì đây? Ủa đỏ mép nữa, đỏ mép bự nữa. Mép bự nữa mọi người. Em mới bấm cái là nó lụm luôn. Em mới thọt tay vô bấm máy quay là nó ăn luôn. Ba con đỏ mép bự rồi mọi người. Nè. Dưới đây một bịch nè. Đó con này nữa là ba con rồi nè. Ôi. Rồi, để em gỡ nó cái lần câu tiếp nha mọi người. Tranh thủ trời sắp tối rồi. Nãy giờ nó ăn khúc ngoại mọi người. Xuống cái nào nó cũng ăn hết trơn á. Đó đó, ngay chừng đó đó. Cái nào cũng ăn nha mọi người. Quá trời em trúng rồi. Lâu lắm rồi mới dính lại cái cá đỏ mép nhiều vậy đó mọi người. Nhưng giờ này có nó ăn mạnh dữ chứ. Nó ăn cái bật ngoài mà, bật trong nó không ăn. Nó ăn bật ngoài á, bật ngoài cái rìa rạn ngoài nó ăn được. Đó. Thấy rồi.
cố gắng chọi xa xa ra cái ghìa dạng mặn. Đó, nãy giờ nó ăn cái ghìa đó không á. Con cá đỏ mép này nó chạy khỏe lắm mọi người, chạy cực kỳ khỏe luôn á. Mặt trời chuẩn bị lặn rồi mà. Cảnh chiều mà cá còn ăn nhiều nữa. Em mới bị con cá nhái nè mọi người. Ăn tua chân dây rồi. Ăn tua chân lít đờ rồi. Không thấy cá nào ăn nữa. Nãy như ngay cái luống của nó vô. Nãy như ngay cái khúc của nó vô ăn á. Giờ hết thấy nữa. Bây giờ trời nó cũng tối rồi mọi người. Đấy, sóng giờ nó đánh lên cao rồi, giờ nước lớn rồi. Em cũng tranh thủ đi qua cái bọn này thôi. Để về. Còn mọi em cũng tàn tạ hết rồi. Biết là mai không biết còn câu được không đây. Thì cá nhái nó cắn dây nè người. Cá nhái cắn dây rồi tùm lum hết trơn. Bây giờ em tổng kết cá xíu cho mọi người xem xong rồi cái em sẽ đi về. Bây giờ em sẽ tổng kết sơ trong thời gian trời nó còn sáng đó mọi người, để cho mọi người dễ xem hơn nha. Để em sẽ quay lên trên đây hướng cho nó đẹp nè. Đó, hoàng hôn đang xuống luôn nha. Thì bây giờ nó cũng tối rồi, em không có nhìn được cục rạn, em sợ nó vướng mọi người. Với lại vướng rồi không gỡ được nữa, sợ mất con mồi thôi. Con mồi thì chút xíu em nha, sẽ chia sẻ cho mọi người con mồi sau nha. Lúc em chèo về thì em sẽ chia sẻ cái mồi cho mọi người mua nha, để mình câu. Đây là con mồi, con đỏ mép bự nè. Con này vẫn còn sống mọi người. Hai con nè. Hai con cá, con đỏ mép này chắc phải nửa ký con hơn không nha. Đấy, đây là con cá hồng nè. Bầy cá hồng nhưng mà nó ăn cũng nhiều rồi, nhưng mà tới lúc dính con cá mú xong đó là chạy mất tiêu hết luôn. Đây là hai con đỏ mép bự nè. Nó khỏe cực luôn rồi, con cá đỏ mép này nó khỏe cực luôn. Đây là được ba con đỏ mép bự rồi đó. Đây một con nữa nè. Đây con này to nè. Đây sáu mươi lạng nè. Mình thấy cá đỏ mép to. Đỏ mép cực kỳ to luôn nha. Hai con đầu tiên là to nhất luôn rồi. Con này mới dính nãy là nó còn sống luôn. Thì con hai con cá mú, một con hơi đỏ như một con xanh chấm lớn bên kia đúng không người. Con cá mú xanh nó chắc phải hơn ký nha. Người thấy vậy chú nó nặng lắm, cá mú xanh em câu hoài em biết mà. Đây là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Thì hôm nay em đi câu lua bằng con mồi nhỏ này thì em chính thức 10 con cá. Thì cũng rất là trúng mánh luôn. Thì mọi người thấy hoàng hôn rất là đẹp mà. Em rất cảm ơn mọi người đã theo dõi hết cái video của em nha. Thì chút xíu em chèo về em sẽ chia sẻ con mồi cho mọi người nha. Khi nào có về anh sẽ thông báo mọi người coi. Có muốn mua thì em sẽ gửi link cho mọi người cùng mua nha. Thì chia sẻ cho mọi người cùng câu thôi. Thì bây giờ em sẽ sắp xếp đồ để em đi về nha mọi người. Thì cái con mồi lua nhỏ này mọi người thì nó là 5,5 gram nha. Con mồi em câu hôm nay á nó là 5,5 gram. Thì hiện tại á em hỏi thì cái anh bán á thì anh bảo là cái hàng đó là không nhập được nữa rồi. Thì con này cũng đương đối rẻ thôi, 60.000 một con thôi. Mà có một thời lâu rồi em có đặt được hai con này nè. Xong rồi bây giờ mới lấy ra câu mọi người. Tại vì mấy hôm em câu mùi lua lớn á thì cá gạn đỏ mép này nè nó vẫn ăn nhưng mà không có mạnh nha. Thì
qua em chuyển qua mồi nhỏ thì em thấy hiệu quả hơn. Thì mấy lâu nay em cũng quay lại câu, thì hôm qua dính một con to ở bên hồ mọi người thì bị đứt một con rồi, thì hôm nay em mới lấy một con em qua đây câu, thì là dính nhiều như vậy nè. Thì khi nào mà có mồi về á, mọi người cứ nhắn tin qua Zalo cho em nha, khi nào có mồi thì em sẽ nhắn tin cho mọi người và gửi link qua cho mọi người cùng mua nha. Thì bây giờ em về, trời cũng tối rồi. Thì quan trọng nhất là hai con cá mú bự dưới kia thôi, để làm sao mà về sống để giờ mình bán được mọi người. Chứ còn cá này thì em để chết rồi. Đồ cũng nhiều lắm, giờ về cũng hơi cực á. Thì chắc có lẽ em để bớt đồ ở bên khu vực kia rồi em đi về. Thì em xin chào tất cả mọi người nha.